Như Huỳnh mến chào quý khách và khách thân mến ơi, thì hôm nay em giới thiệu với cả nhà mình một cái lô mai dạo Thủ Đức hai mùa. Hàng này là đôn xuống và bây giờ nó ra tàn nhánh xum xê rồi cả nhà. Thì tất cả các cây đều liền cố 100% hết ha. Đó, bộ đế là đủ kiểu nha mọi người. À, chiều cao của cây tính từ mặt chậu nè, 1 ha, 2 gan Huỳnh. Đó, có cây thì 1, 2 gan dương cây đọt. Em lấy từ 36 cho đến 40cm nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy cái cụ của nó không? Đó, rất là bự ha. Nói chung là nó cỡ hơn ngón cái em luôn nè. Đó, cái đế như thế này ha. Rồi, nụ thì em thấy là nó ôm nụ. Nó ôm nụ chi chít rất là nhiều nè cả nhà. Thì loại này chúng ta để mini để bàn cũng vẫn được ha mọi người ha. Đó, cây nó ra tùm nhánh rồi nè. À, loại này thì hai mùa có nghĩa là 2 năm đôn nó xuống đó cả nhà. Để nó tạo tán, tạo nhánh nè. Đó, thì dạo Thủ Đức này 8 đến 12 cánh nha cả nhà. 8 đến 12 cánh. Và nó đang nằm ở trong chậu là chậu C8. Chậu C8 ha. Em thấy cái lượng phân á cả nhà, nó vừa đủ để cung cấp cho cây. Thì chúng ta về không có cần phải thêm phân gì nữa hết ha. Đó. À, em cũng đã vừa thêm ở trên cái lớp mặt cho nó, để cho nó vừa đủ để cả nhà mình không cần phải về phải thay gì hết. Thì nó đang ôm nụ quá chừng nè cả nhà. À, cây thì nó cũng tàn, tàn nó cũng tròn vo cái tàn như thế này ha. Rồi cây như thế này chỉ có 120.000 một cây nha cả nhà. Và 4 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha. 10 cây thì em tặng cho mọi người một cây. Đây, cái đế nè cả nhà. Thì cái hàng này về á, mình chơi Tết cũng được. Hoặc là mình trồng xuống đất ha, mình nuôi nha cả nhà. Đó, nó rất là cứng cáp và cả nhà thấy cái cốt của nó không? Cái cốt của nó là cỡ mấy ngón tay em ha. Và cái lô này cực kỳ là cứng cáp luôn. Rồi, cây như thế này thì mọi người sẽ đỡ vất vả chăm. Đó. Hàng hai mùa và ra tàn tròn quay rồi. Em thử đi vào đây cho cả nhà mình xem một vài cây nữa ha. Đây mọi người. Rồi cây như thế này ha, chỉ có 120.000 một cây. Chiều cao thì khoảng 36-40cm, tán ngang thì khoảng 36cm nha cả nhà. Đó, đây là dạo Thủ Đức 8 đến 12 cánh. Đây cả nhà. Nói chung là tất cả nó đã làm nụ hết rồi. Loại này thì chúng ta cũng có thể là chơi Tết rực rỡ được luôn ha. Rồi đây, đây là Thủ Đức. Dạo Thủ Đức nha cả nhà. 120.000 một cây và 4 cây em sẽ bao cho cả nhà mình. À, bao phí vận chuyển cho mọi người ha. Ôm nút nụ quá chừng nè cả nhà. Đây cả nhà thấy nè, nó đang ôm chi chít nụ ha. Mà cái màu xanh là xanh rì luôn. Đó, cái này về chúng ta chăm sẽ đỡ cực ha mọi người ha. Rồi ai thích cái mẫu cây như thế này thì alo em. Em ra để cả nhà mình xem nè. 1, 2 gan tay em dương khúc. Đó là 4 tấc nha mọi người. Đây còn cây này. Trời, cây này cực kỳ tốt luôn nè. Tán ngang là khoảng 2 gang tay em ha. Rồi trên đây. Đó, dương cây đọt luôn nè. Thì cây này là hơn 4 tấc rồi mọi người. Đây ha. Hàng này thì cả nhà thấy nè, củ nở ha. Củ nở là nhiều. Rồi khách ơi, nếu như cả nhà mình thích loại này thì alo cho em nha. Cả nhà thấy em thêm phân rồi nè. Đó, em thêm phân vào trong cái chậu C8 để về cả nhà mình học khỏi phải thêm phân, khỏi phải vào chậu gì hết cho nó đỡ cực ha. Rồi, nếu như cả nhà mình lấy 10 cây em tặng một cây nha. Rồi, bây giờ em giới thiệu với cả nhà mình tiếp một cái lô nữa, đó là lô hai mùa nữa. Nhưng mà là Tân Châu. Tân Châu. Cúc Tân Châu 24-36 cánh mọi người. Và cái lô này cực kỳ đẹp. Phải nói là cái lô này là gửi là khách ai cũng rất là thích luôn. Cả nhà thấy nè, nó đang nằm ở trong chậu C7 ha. Chậu C7 nè. Và cả nhà thấy nè, nó cây nó bẻ tàn nhánh rồi. Nó rất là tùm luôn. Và đây mọi người, ôm nút nụ chi chít rất là nhiều rồi ha. Và cái cúc Tân Châu này mọi người chơi Tết là sum xê luôn nha. Đó, bẻ tay cành nhánh nè. Chiều cao là trung bình là 40cm nha mọi người. Có cây thì thấp hơn, có cây thì cũng cao hơn. Nói chung là nó em với nhau. Đây nó ôm nụ chi chít nè mọi người ha. Thì khi mà Quỳnh quay cự ly gần thì cả nhà mình thấy cái nụ nó to. Nhưng mà đối với mai cúc thì bây giờ hiện tại nó cũng đang ôm cái nụ kim thôi nha cả nhà.
thơm nụ kim thôi. Thì về chúng ta cũng còn vài tháng nữa mới tới Tết, thì chúng ta hỏng thẳng thì chúng ta đâu cần nó nụ to đúng không ạ? Và chúng ta lại hết lá thì nó mới nở hoa được ha. Bộ đế nè mọi người, cây này là bốn tấc nè, và cả nhà thấy nó cành nhánh không? Bẻ tay sữa uống rồi thì mọi người đâu có làm gì nữa. Về thì cái cây này mình chăm thôi, bởi vì nó có chậu sẵn nè, giá thể đủ để mà nó cung cấp chất dinh dưỡng ha. Thì em thấy cái cây này rất đẹp luôn nè. Đó, cái form này là khách thích rất là nhiều luôn. Bởi vì cái cúc này cả nhà biết sao, nó ít rụng nụ nè, rồi nở thì nở lâu tàn, và hầu như là nó rất nhiều cái bông bông chùm mọi người. Đó, nó không có, nó hạn chế được cái việc rụng nụ ha. Đây, cây rất là khỏe luôn. Rồi, khách yêu thích thì alo em 175.000 một cây ha. Và 3 cây thì em bao phí, còn 10 cây thì em tặng cả nhà mình một cây ha. Hàng này là cực kỳ đẹp nha mọi người. Đó. Rồi, ai yêu thích thì alo em nha. Rồi, em mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.